ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Nhưng mà mọi chuyện có thiệt là như Tùng nói không? Thì Tùng cũng chắc chắn lắm. Nhưng mà mẹ nó nhờ Tùng ra tay giùm thì Tùng phải giúp thôi chứ sao. Mà Trinh nghĩ á, lỡ mà Kim Anh với cái cô mà Su Huynh gì đó chỉ là bạn bình thường thôi rồi sao? Tùng cũng hy vọng là vậy. Nhưng mà bây giờ hai đứa mình phải điều tra ra thì mới quyết định được. Vậy giờ Trinh giúp gì được cho Tùng đây? Thì Tùng cũng đang rối nè. Bây giờ Tùng định là hai đứa mình đi điều tra, đi theo dõi Kim Anh. Nhưng mà Tùng thấy cái cách này chưa ổn lắm. Bởi vậy Tùng mới kêu Trọng tới đây nè. Để ba đứa ba cái đầu mình chụm vô mình suy nghĩ cho nó dễ. Có Trọng nữa hả? Ừ. Ý vậy được đó. Trọng lanh lợi lắm, cái gì ông cũng nghĩ được. Có khi ông nghĩ ra cách á. Ừ. Nhưng mà ông hay nghiêm trọng quá vấn đề lắm. Trời ơi, thì cái tên nó nói lên con người nó rồi. Tên gì? Trần Nghiêm Trọng. Ý kìa, mới nhắc Tào Tháo cái Tào Tháo tới liền. Ê Trọng, Trọng gì vậy? Gì vậy? Đi cậu cà phê đeo khẩu trang chi ba. Hai người gọi tôi ra đây có chuyện gì? Trời ơi, thì có việc mới gọi Trọng ra. Mới vô cái Nghiêm Trọng liền luôn. Bây giờ kêu qua đây xỉ xói hả? Tôi đi về đó. Có. Nâng ông gì mà dễ giận quá à. Trọng ơi, thật ra là hai đứa tôi có việc rất là nghiêm trọng. Đang nhờ Trọng để giải tỏa giùm tụi tôi. Ồ. Thì bây giờ chuyện gì thì cứ nói đi. À, thật ra cái chuyện này rất là nghiêm trọng. Anh cà phê sữa chút xíu sữa thôi, ok, cảm ơn. À, cái chuyện này rất là nghiêm trọng. Mà thật sự là tôi rất là khó nói. Ừ. Nghiêm trọng hả? Ờ. Chết cha, tôi hiểu rồi. Ê, hả? Vậy là ông hẹn tôi ra đây rồi ông nói tôi là tìm cách để cho ông Trinh ra mắt gia đình ông phải không? Trời ơi, làm gì có chuyện đó, nghĩ đi đâu vậy? Cái chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều. Ừ. Không lẽ là cái chuyện mà tôi đã lường trước được sao ta? Hả? Là chuyện gì? Kể rồi hả? Thì đó, mấy người biết rồi. Cái tính tôi hay lo xa mà. Có chuyện gì nói đi. Thì chuyện đó đó, thì tôi với thì khó nói. Rồi, đừng nói nữa. Wow, Trọng biết rồi đúng không? Biết rồi. Sao? Chuyện này rất là nghiêm trọng nha. Nghĩ ra cách giúp rồi đúng không? Xích lại. Nghiêm trọng lắm, phát hiện lâu chưa? Mới đây. Phát hiện lâu chưa? Cũng mới à. Gia đình bà biết chưa? Sao mà nhà tôi biết được? Rồi bà có định nói cho gia đình biết không? Không nói đâu. Ông có định nói cho gia đình ông biết không? Thì cũng định nói nhưng mà phải biết chính xác sao tôi mới nói được. Ờ. Chính xác sao hả? Với cái chuyện này là không ổn đâu. Không ổn. Để tôi tính cách cho hai người. Ừ, cảm ơn nhiều. Bây giờ cái việc đầu tiên mà hai người cần phải làm là mình phải đi mướn một cái nhà trọ để mình ở. Mướn nhà trọ? Chi vậy? Để theo dõi. Theo dõi hả? Hai người phải cùng theo dõi luôn. Ông theo dõi bà, bà tự bà cảm nhận bà theo dõi bà. Bà là quan trọng nhất, bà phải theo dõi 24/24, bà hiểu không? Sao kỳ vậy? Ủa, sao lố sao vậy nha? Sao tự nhiên phải theo dõi tôi? Sao phải theo dõi 24/24? Ủa là sao, là con gái theo dõi con gái hả? Cút. Cái gì vậy? Con gái. Ừ, là con gái đó. Con gái. Căng. Sao vậy? Sao vậy? Chính vì vậy mà bây giờ tôi mới ra quyết định cho hai người phải mau chóng đi kiếm cái phòng trọ liền. Nhưng mà bây giờ kiếm cái phòng trọ ở đâu? Thì bây giờ mình lên Google, mình search, mình kiếm. Đúng rồi. Nhanh lên, kiếm lẹ. Tao không ngờ là mày ẩu vậy luôn á. Dạ, nước của anh đây. Cảm ơn. Ẩu, mày ẩu vừa phải thôi chứ mày ẩu gì mày ẩu quá vậy Tùng? Hả? Ẩu gì? Mày là đàn ông con trai mà có cái gì mày phải chủ động, hiểu không? Chứ mày làm vậy rồi con gái người ta chịu đựng sao? Còn bà nữa mà bấm vậy, tao đang nói nè. Cái gì? Bà là con gái,
cái gì mình cũng phải suy nghĩ chút xíu, đừng có dễ dãi quá, làm vậy nhiều khi bất hiếu với cha mẹ, hiểu không? Bây giờ bà 20 mấy tuổi rồi, 20 mấy tuổi rồi, bà làm mấy cái chuyện đó vậy coi sao được. Bà làm gì không chừng bà mang được cái danh tiếng là bà mẹ mà không có chồng á. Ông nói gì ông Trọng? Ủa là sao? Hả? Đó, cái vụ đó chứ vụ gì mà nói vậy? Ông nói gì vậy? Ông mới nói lại coi. Ê, vừa phải nha, tôi đang giúp hai người á, làm gì nhìn tôi dữ vậy? Muốn ăn tươi nuốt sống rồi hả? Ăn tươi nuốt sống là còn bình thường nha, tôi là tôi muốn giết ông xong rồi chặt 80 khúc đem đi còn thả trôi sông luôn á. Còn tao á, tao muốn hả? Cột tay cột chân mày tứ mã phanh thay mày luôn á. À, thôi vừa phải tao chứ làm gì vậy? Tôi giúp mấy người mà mấy người làm gì tùm lum la vậy? Giúp cái gì nãy giờ mày nói tầm bậy tầm bạ gì vậy? Tầm bậy tầm bạ là gì? Thì bây giờ mày có mày phải chịu trách nhiệm chứ. Tao có làm gì đâu chịu trách nhiệm. Làm gì giờ mày còn chối nữa hả? Chứ không phải rồi mày làm cho con người ta có bầu rồi giờ mày quất ngựa mày chi phong. Trời ơi. Ông Trọng, tôi cắt luôn cái lưỡi của ông bây giờ. Nói bậy bạ gì hả? Tôi có bầu hồi nào? Tôi nói Trinh có nào? Nãy giờ tôi có mở miệng nói Trinh có hiểu mà hiểu tầm bậy tầm bạ không à? Nghĩ đi đâu không á. Tao đang nói nãy giờ cái vụ là nói cái về vụ em gái của tao. Ừ. Em gái ông hả? Ừ. Em gái ông vậy nó có thai hồi nào? Trời ơi, ở đâu ra mà có thai? Sao cái đầu ông toàn là nghĩ chuyện có thai không vậy hả? Cái chuyện là em gái tao thấy nó cặp kè, nó đi với một cái con nhỏ nó giống như là con trai. Ủa? Mà nó không phải là con trai. Ủa? Mà bây giờ tao không biết là cái mối quan hệ giữa hai đứa nó là cái gì. Bởi vậy mới hỏi Trọng, nhờ Trọng nghĩ cách giúp nè. Có cách gì không giúp tao với? Bây giờ chỉ còn cách là mình phải theo dõi nó thôi. Theo dõi hả? Ừ. Nhưng mà Trinh thấy cái chuyện này là chuyện cá nhân, tụi mình không có nên xen vô đâu. Nhưng mà ngoài cái cách theo dõi ra còn cách nào khác không? Ừ. Bây giờ mình phải suy nghĩ nè. Bây giờ cái điều trước tiên là tao hỏi mày là có phải là mày đã tận mắt mày thấy cái điều đó không? Thì thấy, nhưng mà nó cũng mơ hồ lắm. Mơ hồ hả? Thì không biết là phải là nữ hôn hay là phải nam hôn, thế nó cũng lộn xộn sao á. Giờ quyết định đi. Bây giờ tao có cái ý này nè. Sao? Ba đứa mình sẽ lập ra một cái kế hoạch. Ừ. Là kế hoạch này gọi là kế hoạch theo dõi á. Ok. Ok. Thì vô bút ta gọi là follow á. Theo dõi. Lúc đó tôi với lại bà sẽ là người trực tiếp ở trong nhà của mày. Còn mày đi theo dõi. Bất cứ có một cái gì mà sơ sót hay là một cái gì đó nó manh động là mày báo tao một cái là tao với lại bà Trinh chạy ra hỗ trợ cho mày liền. Mày hiểu điều đó không? Ủa sao nói vòng vòng cái cuối cùng tao cũng là người đi làm xong vậy? Ủa? Trời ơi, bây giờ tao suy nghĩ cách thôi chứ. Mày phải bỏ cái công chút xíu đi. Bà hù cái gì? Không, bây giờ theo tao là vậy nè. Bây giờ tao sẽ ở nhà tao canh Kim Anh. Khi nào Kim Anh nó đi ra ngoài đường, mày với Trinh sẽ là người theo dõi. Vậy hả? Vẫn là theo dõi hả? Được không? Vậy thì cũng ổn đó, coi như là cũng được đi. Coi như là giờ tao nhận tao giúp mày rồi. Rồi cũng phải dù hiểu không? Mình sao? Chưa giờ đó, đói bụng quá bao một cái đi. Ôi trời đất ơi, ai ăn thì người đó trả chứ tự nhiên bao cái gì? Không có được, mình trả gì mình bao đi chứ sáng giờ đói muốn xỉu rồi. Ông ăn thì ông tự trả đi chứ trời. Bà nói vậy sao được? Bà ở đây bà có này bạn bao nhiêu trả tôi, có đâu cái này có một mình à. Hên là ngày hôm nay không có bà Phương mới đi theo á. Bà đi theo là coi như chết rồi. Thôi được rồi, bây giờ ăn nhiều đi, tao trả. Hôm nay cho mày làm người yêu tao một ngày đó. Cái này là mày nói đó nha. Alo, quán cà phê cũ nha Phương. Trời ơi, dễ sợ thiệt. Kêu người yêu ra nó ăn luôn kìa. Cho mượn cái menu anh ơi. Nè, nói trước nha, ăn dưới 50 ngàn thôi nha, trên 50 ngàn là tự trả đó. Anh trai, ve lại nè, mì gói. Alo Phương ơi. Hôm nay khỏi ra nha, đang bận chuyện rồi. Trời ơi, lòng dễ sợ luôn á. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.